Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền hình Thanh niên. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Doanh nhân trẻ 25 năm cùng khát vọng Việt Nam. Qua 25 năm hình thành và xây dựng, cùng với sự phát triển của đất nước, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ngày một trưởng thành và lớn mạnh, từng bước chủ động xác lập vị trí của mình trong nền kinh tế, khẳng định sự phát triển bền vững, hội tụ nhân tài, đóng góp cho sự đi lên của đất nước. Từ câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993 với 15 hội viên ban đầu, đến nay, mạng lưới tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được thành lập tại 63 trên 63 tỉnh thành phố và 4 ngành kinh tế với hơn 10.000 hội viên, trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp hàng đầu trên cả nước. Tại buổi hội thảo với chủ đề Doanh nhân trẻ 25 năm cùng khát vọng Việt Nam, hội đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận bổ ích từ phía các hội viên và đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành về kinh tế. Trong đó, đáng quan tâm là những ý kiến về sự phát triển chưa xứng tầm với thế và lực của doanh nhân trẻ nói riêng và kinh tế tư nhân nói chung. Nghị quyết 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 3 tháng 6 năm 2017 về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế của nước ta. Qua hơn một năm thực hiện, kinh tế tư nhân phát triển chưa như kỳ vọng. Năm 2017, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 40% GDP, chiếm ưu thế so với khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Song, phần lớn đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân lại thuộc về kinh tế cá thể, hộ gia đình, trong khi doanh nghiệp tư nhân chỉ đóng góp gần 8% GDP. Những tồn tại, hạn chế này cần sự chung tay, chung sức của các doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như các bộ ngành có liên quan. Và để đạt được mức đóng góp cao hơn từ khối doanh nghiệp tư nhân cho GDP của đất nước sẽ cần sự dũng cảm và quyết tâm của cả cộng đồng doanh nhân trẻ. Lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2018 đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh thành phố. 200 doanh nghiệp được trao giải Sao vàng đất Việt năm 2018 đã tạo ra doanh thu gần 1 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách trên 72.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 417.000 lao động. Đây là những số liệu ấn tượng nói lên vị thế và sự ảnh hưởng lớn của các doanh nghiệp đoạt giải đối với nền kinh tế Việt Nam và cũng là niềm tự hào của giải thưởng Sao vàng đất Việt. Sự có mặt của các thương hiệu lớn trong giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định uy tín của giải thưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tập đoàn Thành Thành Công được bình chọn là top 10 của giải Sao vàng đất Việt năm 2018. Đó là một cái vinh dự rất là lớn đối với tập đoàn, bởi vì cái tiêu chí chọn lựa các cái doanh nghiệp thuộc vào top 10 năm nay tập trung rất nhiều vào những cái yếu tố về chất lượng dịch vụ, về quy mô của tập đoàn, cũng như là về cái sự tập trung của các doanh nghiệp vào những các cái sự phát triển cho cộng đồng và xã hội. Tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ đã có phát biểu ghi nhận những đóng góp của Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ trì triển khai thành công giải thưởng Sao vàng đất Việt trong suốt 15 năm qua, cũng như những đóng góp của cộng đồng doanh nhân trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Giải thưởng Sao vàng đất Việt còn có ý nghĩa đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nghiệp trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ trì triển khai rất thành công giải thưởng Sao vàng đất Việt trong suốt 15 năm qua. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2017 đã ghi rõ: phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và để thực hiện được điều này, cần sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và hội doanh nhân trẻ nói riêng, phấn đấu vượt qua mọi thử thách, đưa con thuyền doanh nhân trẻ Việt Nam vươn mình ra biển lớn.